Chào mừng các nhà mình đã trở lại video tiếp theo trên kênh Giờ Làng Tây Nguyên nha. Hiện tại anh em mình đang ở Nha Trang cả nhà. Hôm nay thì cùng với Tú xe được cái vlog và em Thắng và em Sư Hiểu thì anh em mình sẽ đi ăn sáng nhé. Tại đây thì bây giờ hôm nay mình ở Nha Trang thì mình sẽ ăn những món đặc sản về Nha Trang. Ở Nha Trang có món gì em nhỉ? Em có biết có chả cá với lại các món bún về cá anh ạ. Thì ở đây thì có gần biển này có rất là nhiều món ăn về con cá đấy các bạn. Giờ mình sẽ đến mình ăn thử là một tô bún cá đi. Mời chưa nhỉ? Mời chưa? Mấy tô nhỉ? 1, 2, 3, 4 5 đây nhỉ? 5 tô, 5 tô bún cá. 6 tô tất cả. 6 à? Ừ. Bún cá hết đây nhỉ? Rồi, bún cá đi. Cho bún cá hết chứ bà ơi. Không có sữa thôi. Sữa, không sữa hả? Anh ăn sữa đi. Có, sữa, sữa luôn. Bỏ cho ăn sứa luôn đi. Rồi, cá sứa rồi đầy đủ luôn hả? Ai không ăn sứa? Thắng ăn sứa không Thắng ơi? Dạ em không. Nữ ăn sứa không? Đúng không ai hả? Thế thì chắc một tô sứa thôi. Mấy kia, bên em kia không ăn sứa đâu. Cho một tô sứa thôi. Hai bát công hành. Đây là chả cá gì? Cá đấy. Cá đấy. Cá thu. Thu chiên và thu hấp. Đây. Đó là thu hấp chứ. Con, lấy tiền. Đây là ghế ngồi chơi. Cá thu à? Cá thu. Đây con. Mua hàng mà quên lấy tiền luôn hả? Nhà lò bán chả cá cung cấp 3 đời rồi á. Cung cấp 3 đời luôn hả? Ồ, may quá nhỉ. Mình bán 3 đời luôn á. Đi xe được, để lâu được á. Mang bán qua hôm nay rồi ghé vô đi vô quán chợ. Đây chả cá gia truyền đấy anh Gia Làng ạ. Gia truyền luôn hả chị? Vâng. Gia truyền 3 đời rồi. 3 đời rồi. Rồi mình ngồi mình ăn. Thì cho một tô của em nhiều bún tí, em đang hơi đói bụng gì. Okay. Cho nhiều bún tí nha. Vậy là mấy tô kia là cho mình cho cả chả hấp cả chả. Hấp chiên cái dạng của này. Cả hai thứ không biết. Cái này là cá biển hả chị? Đúng rồi, cái này là còn cá biển nữa. Cho em một tô không hành nha. Ăn sữa. Hai tô không hành. Ăn sữa sữa không? Trời ơi, bưng. Cái này là bình thường nha. Có không hành là được. Rồi. Cái này bình thường đúng không? Không hành. Em sữa, em tính cái này này. Hiểu này này. Vâng vâng. Em ăn được hành không? Vâng, em không ăn hành. Cho hai tô không hành nha chị ơi. Hai tô không hành nhá. Ok. Bảo chị cứ cho hai tô không hành trước. Cái này đưa tô nó chăn đó ăn trước đi. Vậy là. Rồi, cái này không hành. Rồi, không hành kia rồi. Hai tô không hành nhá. Ừ. Rồi, để coi. Này mình lọc cái thịt xong rồi mình xay ra làm chả như này luôn. Anh thử ngồi đi. Dạ nó nghe thơm nhỉ. Cho một tô chỉ muốn chả cá không. Rồi cái này cũng không. Đây cái này không ăn đây. Sữa ơi, cuốn sữa đây. Sữa ăn đi. Vâng, em đây. Em ăn hành không? Đấy, sữa có đầy đủ. Hành tỏi. Hành tỏi đầy đủ đúng không? Đầy đủ. Từ hai bát không hành rồi còn đâu. Rồi hai bát không hành rồi đấy. Cái này bún chả cá là có hành không? Có em Tú ăn hành không? À, có chứ. Có hành. Rồi cái này của anh Tú nha. Rồi cái kia là cá sứa đầy đủ. À, cái vừa làm hôm nay. Bây giờ chị cứ làm có hành hết đi bây giờ. Ngon rồi. Đây là mình đói bụng thì mình rất là thèm ăn ớt luôn. Có rồi, cái này có sứa thì cho nhiều bún kia nha. Cái có sứa cho thêm bún nha. Rồi, cho thêm bún. Thêm bún là hơi đói quá ăn cho nó no, nó xả vào. Bác gái cho con đĩa muối thiêu với. Rồi, muối thiêu, đủ chưa? Cho con xin đĩa muối thiêu bác gái. Cả nhà ơi, muối thiêu. Em đây này. Có mắm ngọt con. Em này. Bên mình là đậu xương. Đây, mắm ngọt lại đây nè. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Thêm một tô nữa. À, thêm một tô nữa. Dạ. 6 cô tô luôn. Đây là con Tú, đây là con Tú. Ok. Rồi. Cho mắm ngọt con, để chém mắm ngọt để chấm cá, chấm sứa. À. Chán bỏ ra mình có cái súp nào không để con chấm cái ớt này? Được không? Có súp hay cái gì đó? Vâng. Tiêu muối tiêu. Muối tiêu hay là cái gì? Không có muối tiêu ạ. Đúng rồi, ở đây là chỉ mắm ngọt chấm cá chấm sứa thôi. Mắm ngọt là cái gì đâu bà? Đó đó cái chén á. Chén lớn không? Không. Đó rồi chua ngọt chấm sứa chấm cá. Không có muối tiêu à? Có muối tiêu không? Thôi mời cả nhà nha. Mời các anh em. Mời các anh nha, mời cả nhà nha. Rồi, anh em coi.
Đã lắp rồi bà con ơi. Ba đời rồi đấy ạ. Ba đời ấy. Đời tôi là đời đầu tiên đấy ạ. Thôi mời cả nhà ăn sáng nhá. Nào. Anh cho em cái gì? Món tủ của Đà Lạt đây rồi. Đúng rồi. Đây em, gì đây? Anh cũng phải làm quả đúng Đà Lạt. Xưa này trong cái mắm ngọt này. Nào, anh em mình dơ trái ớt lên cạnh này. Vô. Cay. Được cái là anh già làng dẫn đi ăn cái bún này là ăn được nhiều rau. Dạ. Dạ. Có uống tôm không? Có. Đấy hả? Nhà ăn nhiều rau thích kìa. Ngon đấy. Nó bụng ăn ngon quá. Ăn được nhiều rau nữa. Chả cá ngon lắm. Đấy, tự làm quả này đi. Ăn tôm ngon. Ăn chung với cả là cho đỡ buồn. Anh vừa làm một quả, bây giờ làm nữa là quả này cũng quả thứ hai rồi. Thật cho cái ớt nó mới ngon. Ngon. Chị ơi cho em xin miếng rau hả chị? Ngon đó nhờ. Theo anh già làng làm quả ớt cho là món có bằng bạn bằng bè. Vâng. Tôi hai quả nó xuống tận ruột. Nước nó ngọt nhỉ. Nó tôm mà nè. Thôi em không cho. Tôi vô ngọc nước lắm. Mua luôn đi em. Không. Tôi con uống nước gì không? Đậu nành, đậu bé, vừa trái, cam bé. Ai uống đậu nành, đậu nành nó mai không? Cho cháu đậu nành đi. Có cà phê không bà? Có cà phê. Cho con đi cà phê sữa đá. Cà đá. Cà đá. Cà đá. Cho một cốc trà đá nhé. Bà cho một quả dừa tươi ạ. Dừa ngon lắm. Dừa tươi nữa. Ở đây là trung tâm chợ Nha Trang luôn chị ơi. Ừ. Trung tâm chợ luôn. Trung tâm chợ Nha Trang. Toàn em nọ bọn em đi được nào. Tú ngồi dùng cái tú. Đổi caramel. Hôm nay là Tết. Đó, ba làm Tết mấy của anh giờ làm. Được đấy. Được không? Được rồi. Rõ ràng không? Nhìn anh đẹp trai hẳn lên. Dài mịt. Dài mịt luôn. Dài mịt hơn đúng không? Đấy. Được đấy. Cái này bắt nét rất nhanh luôn. Bắt nhanh dạ. Đấy. À, đó. Rồi đấy. Tuyệt vời nuôi cá. Giết người. Ba nhìn cái người cho mình. Ủa, người ta ớt nó có cái bắt nét không? Nào. Đấy. Rồi, quả ớt to bằng mắt đi chuối. 8 cái 3. Nhìn nước thì chuyển không nhìn được anh chị. Được không anh? Hôm nay chủ yếu là ra ăn rau nhiều. Rau này cũng hay chơi được. Chờ chế tiêu đúng không? Chưa lại đại tiệm hải sản kìa. Bỏ con tôm vào ăn này tốt nè. Không, không ăn tôm. Không ăn quên mắm tôm. Ui. Anh chuyển hết mỡ rồi đấy. Được vậy nhờ. Cay lắm. Hả? Đây đúng là ăn cay vì đam mê.
Chúng ta ăn sứa thì mới ăn nhiều rồi. Mà hôm nay lần đầu tiên ăn với bún. Cái dừa nữa hả con? Vâng. Cho cháu một cái đậu nành nhá. Ừ. Con đậu cái đậu lành luôn ạ. Em muốn gì? Ừ, phải qua đây của em à? Của em ạ. Cháu cũng một cái đậu lành luôn nhá. Ơ, cà phê đậu lành hay sữa đậu lành? Sữa đậu nành. Đây là cà phê đậu lành ạ. Không, cà phê đen á. Cà phê sữa. Ừ. Nhưng mà anh Tú đừng uống đậu nành. Dạ. Uống ấy thôi. Cà phê sữa đá thôi. Ăn ngon chứ sao? Ngon mà. Ừ. Em ăn đi. Nhiều canxi tốt cho xương khớp mà. Ngon rồi hả? Ừ. Em ăn rau chín. Làm tôm nữa sợi ơi. Đây rau rồi. Sướng nhất là cái giá ngon xương chật. Sợi làm tôm nữa đi sợi. Không, không làm được nữa em ơi. Một tô làm. Anh ăn đúng hai tô đi. Đây đây ạ, dạ, nước này. Ơi. Ông bảo uống nước dừa béo mà phải không? Béo đây anh ạ. Phải đâu. Tú ở đây bớt vào cho nó có màu ăn cho đẹp tú. Thôi, em ăn này được rồi. Cho tí ớt vào cho nó kích thích. Nó còn khuyến khích ăn. Có tí ớt vào cho nó có ớt, màu nó đẹp chứ. Có màu à? Thôi em ăn này được rồi. Em làm quả ớt cho nó. Nay mình may mắn là được làm caramel cho anh già làng Tây Nguyên này. Máy còn máy mới đấy chứ. Máy mới. Dạ. Quay máy rồi. Mới. Tích cực quay đây, vẫn may được rồi. À, đưa đây, đây, đây. Đây, đây, cái này, cái này, cái túi mà. Rồi. Không. Gọi thử à, gọi cho chú đi. Uống đi, em vô bên. Đây rồi. Em uống cái này mà, thì em sử dụng. Sử dụng đi, sử dụng đi. Đó là hơi bị ngon đấy. Sữa đan nó bổ lắm ấy. Bổ thật mắt gan đúng không? Ừ, ngon. Tăng cường sinh lý. Một người khỏe, năm người vui. Là người sinh lý có thuốc sinh lý kia chứ không phải cái này cũng giải khác thôi. Chính ra là Tây Nguyên là lúc nào cũng có thuốc sinh lý trên người. Lúc nào cũng có thuốc sinh lý trong người nên là. Nhưng mà không biết là cho uống cái loại em cho anh uống cái gì mà nó. Qua lọ ra lọ sinh lý ấy. Dạo dạo cả đêm. Tối qua chắc là ăn canh đắng hầu ấy à. Không, vừa tối tối về anh nhiều nhai là 30 viên thuốc sinh lý nữa mà. Thế bảo ngày nhai 30 viên mà nhai lần 30 viên luôn. Ừ. Một ngày con đầu uống bù nó cũng chưa. Ngày nhai 30 viên thôi nhưng mà anh nhai một lúc 30 viên luôn. Là được là đúng rồi. Có rau không Tú? Không, không, không. Lấy thêm rau ăn. Cũng ngon nha. Được rồi. Nhưng mà đặc sản vùng miền. Chứ do đây phải ăn bún cá nhạc trang, không biết. Ba đời cơ mà. Đúng rồi, ba đời thì nó mới ngon nhưng nha. Nhưng mà nước ở đây họ làm rất trong. Nước trong nhưng mà ăn mới ngọt luôn. Ừ. Nhìn tôi nước này rất là trong luôn. Mà ăn vô là nước trong quá thì không có cá nhưng mà nước trong này mà vẫn có thịt cá bên trong. Nhiều cá luôn, cả thịt cả nữa. Em muốn gì em? Chợ này nhá nè. Chợ này nhá, dài nhá là người ta đã dừng hoạt động ở trong hết rồi. Sao dừng nhỉ? Là bị xuống cấp. À. Sắp hư rồi đấy không? Chợ này rất nhiều người du lịch nước ngoài. Nhiều người sẽ chửi đấy. Chợ này là chợ lớn nhất Nha Trang hả? Lớn nhất chợ Đầm. Chợ lớn đấy. Đây chợ Đầm đúng không? Anh buổi chiều anh ra đây ngắm các cô gái Hàn Quốc. Mình đi xuống đây cũng nhiều rồi mà chưa ghé vô cái khu vực chợ này. Bây giờ có một cái chợ mới đằng sau ấy. Nó bán ở chợ mới đằng sau. Hay là đây. Anh em mình cho anh già làng đi gặp em bán hoa quả. Hoa quả. Đang ăn hoa quả đi nhỉ? Quả đâu? Tính nữa một cô gái dễ thương xinh lắm, thích
thích các bạn kết bạn với các bạn trai không? À. Sang đấy chi nữa là giới thiệu cho em Đà Lạt. Chỉ cần mua chôm chôm cho em ăn là được rồi. Còn bạn gái thì nhường cho anh. Còn em là không cần. Anh nhường bạn gái cho anh được không? Cái đấy là của em Đà Lạt tất nhá. Ok. Ok chưa? Đang tuyển người yêu ấy. Đi nhá. Ok, đi luôn. Bên này luôn. À để đi cái gì đó. Ở đây sao? Thì tìm thấy gì chợ đầm, đi vào từ cổng chợ là toàn nhìn thấy bán đầm luôn nhỉ? Đầm với xòe vừa bún cá vừa bánh mì. Ở đây có chứng khoán không chị? Ờ. Dạ. 6 tô với lại 6 năm nước. Vẫn một tô cái thìa. Vừa. Dạ. 280 đúng không? Dạ. Ok. Thẻ này đúng không? Sáng xong rồi thì ở đây mình đi mua một ít hoa quả cả nhà. Ừ. Một ít hoa quả để đâu? Ủa sao thấp thế nhỉ? Đấy. Ngay trước mặt mình luôn. Vâng, tuyệt vời quá, con gái đây mời chào hoa quả. Sướng thật, anh già làng hôm nay gặp. Đi mua chôm chôm đi. Đây đây, trên này. Em gái chôm chôm đây. Đấy. À. Đấy. Ở đây có sầu riêng nữa hả? Úi dồi, nhiều lắm. Hoa quả đây. Rồi ôi trời. Ôi trời. Em nhớ đó anh. Em nhớ mà anh chưa? Ôi trời. Em thắng nè. Biết anh à? Em biết anh không? Dạ không. Em đã có TV rồi chứ. Bữa trước có thấy mình ở trên TV chưa? Dạ chưa. Biết anh này không? Dạ không. Sáng nay có ai gọi điện cho em không? Trời ơi, hai mươi mấy con mấy chục cụ luôn. Mời em củ lắm. Dạ, em chọn hàng, em không có để ý đến điện thoại. Ra ai mở hàng cho em chưa? Dạ, tôi mới có một cô kia. À, nào, cân cho chôm, có chôm chôm tươi không? Tươi luôn anh. Ừ, tươi. Nó càng hiếm nó càng ngon. Ừ. Thế cho anh mấy cái nhãn đi. Ăn măng cụt nha. Anh lấy măng cụt bự đi, ăn ngon. Bự đi cũng được. Măng cụt bự á? Nhưng mà lấy cho nhưng mà nha. Em phải biết anh này không? Biết anh này không? Dạ không. Hôm nay là anh này anh mua chứ anh không phải anh dạ, mua. Dạ dạ kệ nó. Anh muốn ủng hộ em. Thiệu cho em đấy. Anh muốn ủng hộ cho em một ký em cũng mừng rồi. Thế em đoán anh này bao tuổi? Em nói anh này khoảng là 45 tuổi. Keo lắm hả? Cao dữ em. Không phải do anh để tóc dài với lại da nó đen hơn, nhìn nó lớn hơi chuẩn. Anh đi núi nên hơi đen. Đúng anh giờ là anh mới 40 thôi. Bốn mươi lại thôi, em xin lỗi. Ừ. Em xin lỗi. Anh sinh năm 84 mà. 84, dạ. Yêu anh ấy gái. Ý là em có nhiều chưa? Em có một đời chồng, một đứa con rồi. Một đời chồng, rồi chồng kia. Nhưng mà em đang trong thời kỳ, đang tại vì em ly dị 3 năm rồi. Đang đi tìm kiếm tình yêu mới đúng không? Đang tìm cánh cửa mới. Đúng rồi. Cánh cửa mới. Anh đi tìm cánh cửa mới đây. Em cũng vậy. Úi dồi. Lấy nhãn nhanh đi rồi. Lấy nhãn anh đi lấy một ký nha. Anh nghĩ làm YouTuber luôn ở đây thì bán nhãn với em. Dạ. Là... mình lấy chùm luôn nha. Lấy chùm đi em, lấy chùm đi. Chùm với cả ít măng cụt đi, cân măng cụt nữa đi. À cái gì nhỉ? Vú sữa. Cái này là... chứ. Thế là hôm nay là có tình yêu mới rồi. Tình yêu mới rồi. Anh em về đi nhá. Anh sợ về nhá, em ở đây bán nhãn thôi. Thôi cho già làng ở đây bán nhãn với em đi nhá. Vậy là... có thời điểm mới rồi. Ở đây mà vừa bán nhãn ở đây mà vừa quay YouTube luôn cũng được nha. Thấy ổn không? Em ấy là từ sáng giờ là 40 cuộc điện thoại đấy. Kim nào ơi gì em nói thiệt luôn á. 40 cuộc hả? Dạ. Em cũng hơi căng một cái xíu này đó, một cái thôi mở này á. Nhắn tin gọi là quen em. Thì có đó là em đang đi bộ, em đang mở tiếp bè luôn. Cứ nhắn tin gọi hoài em cứ là biến đi. Ôi trời, sao em chửi thế? Sao em hung thế? Không phải là em hung mà em không thích hôm nay á, hôm nay là em diện bộ đỏ là chứng tỏ là có người yêu rồi đấy. Thế thì hôm từ kể từ hôm nay là em bỏ số điện thoại luôn đi. Để anh mua cho em số mới. Chỉ lưu một mình số của anh thôi. Nha. Bỏ số điện thoại luôn đi, để bọn nó gọi nhiều quá là phiền phức. Mình buôn bán không được. Đúng rồi, đúng rồi, số lẻ quá trời luôn. Ăn thử đi anh. Đây là bữa trước quay. Đây được cân chưa chị? Nhãn này ăn thử em. Ừ. Ê, chị nói là ăn thử nhãn ấy. Em đâu có gì đâu mà ăn. Có. Cho bạn đây, cho bạn. Ông ăn để em đưa mấy cái. Ừ, luôn nhỉ. Cho bạn đây, cho bạn đây ngồi đây mấy anh em. Cho bạn ngồi đi, cho các bạn ngồi đi. Em thích cho bạn ngồi đây ăn luôn, ăn hết cái nhãn luôn. Đây luôn.
Ngồi chủ yếu là ngồi. Hay là sỏi ăn. Bàn của nhà em ở đâu? Hả? Bàn nhà em ở đây cho đây xem luôn. Đây. Bàn nhà em đây hả? Đây quay của nhà em hả? Dạ em hỏi liền. Em tên gì nhờ? Em tên Dung. À Dung à, đúng là tên Dung, đúng tên của anh tìm ấy. Anh đúng bài luôn á. Sao mình gặp nhau muộn thế nhỉ? Lẽ ra gặp nhau sớm hơn thì tốt hơn biết mấy nhỉ? Em cưới chồng sớm. À, tại vì em có chồng sớm. Đúng rồi, cưới chồng sớm. Nên chưa có tìm hiểu kỹ á. Nên cũng đây cái bàn đây. Đây là ngồi luôn. Ờ. Anh cứ nhả đây. Để anh đang ở đây mà anh có về nữa đâu. Em tê đợi luôn, nó đâu về nữa đâu mà. Dạ, dạ. Em ơi, mua hoa quả đi em. Em, mua hoa quả đi. Người Hàn Quốc đấy. Ngồi đây thì đâu nghe đâu. Ngồi đây anh phụ bán luôn. Ừ, bán luôn mà. Bán luôn. Đúng rồi. Ngồi đây vừa bổ cho, cân cho hai quả xoài hôm nọ nữa mới gọt cho em. Ừ. Em biết nói tiếng Hàn Quốc không? Dạ biết. À, thế là... Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo là gì? Lê xin chào. mua đi là các kiểu. Oni là chị, Oni là chị, oppa là anh. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oni oppa mango, mango chi nắp cổ. Mình chào mọi người nha. Đây để anh đeo cho em cái mic này mà. Đấy em chém gió nữa anh dạo làng đi. Annyeonghaseyo. Oni oppa mango, mango chi nắp cổ mango. Good morning, mãn đi xa tago no visa. Đây, hai đứa ngồi đây bán hàng đi. Nhật được. Anh Giang Siêu. À, hai khách Hàn Quốc, anh khách Hàn Quốc. Nói chào, nói chào, nói chào. Anh Giang Siêu. Tao đến nó quay quay mình á. Anh Giang Siêu. Uni. Mango, mango, chin apple, mango, uni. Good morning, nhâm nhâm. Là giờ là good morning, nhâm nhâm. Good morning là buổi sáng, nhâm nhâm lại mình có thể đụng vô. Tiếng Anh mà. Không, tại vì tụi nó khi đi chơi. Không, tại vì khi tụi khi người Hàn Quốc đi chơi á, sẽ dùng hai tiếng phổ thông. Dạ, một tiếng Hàn, một tiếng Anh. Dạ nha. Cho con mượn cái ghế. Để ghế ra đi ngồi em ơi. Không, tại vì Hàn Quốc nó đi chơi nó sẽ giao tiếp mình bằng tiếng Anh. Em tụi con gì? Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Em tụi gì? Dạ. Em tụi con gì? Em tụi con chùa. Tụi tí. Chùa à? Dạ. Hello. Anh cũng chùa hello. Anh là chùa bự rồi. Anh chùa bự, em mới anh 22 tuổi. Cái này là cái gì vậy? Hello, hello, hello. Anh là chục bự nhỏ em 12 tuổi thôi. Lớn hơn em 12 tuổi. Hai vợ chồng cùng tuổi năm rưỡi mà ăn đấy. Nói hai vợ chồng cùng tuổi. Anh, em nói với anh ngồi nha. Ok không? Mà anh chuột 84 mà em. Anh, đưa mấy cho em cắt cho. Không, bỏ cân cho quả xoài không nào. À rồi rồi, em cân cho. Làm chưa? Đang làm rồi anh. Cùng anh với em đi gọt cho. Năm nay bao nhiêu tuổi nha? Năm nay 32 hả? 32, em là 29. 29, 30 à? 29, gần 30. Ừ, anh chục lớn đây, em chục nhỏ. Thôi rồi. Em lấy cho cái. Cái này bao bao nhá. Bao ăn tại chỗ luôn mà anh, bao đổi chỗ. Bao đổi trẻ luôn mà. Chứ mình đâu. Đây, món nhà anh đây. Vào đây, vào đây. Vậy là khi mấy anh chưa về lại hả? Chưa. Anh già làng anh bảo là nhìn thấy em hấp dẫn quá, bảo dẫn anh qua chơi ăn hoa quả xem nào. Xem thằng ấy. Dạ, hồi nãy em mới vô Facebook quá. Không, em vô là Nguyễn Viết Thắng. Mà sao không có đây anh? Nguyễn Đức Thắng hả? Nguyễn Đức Thắng hả? Trời ơi, em ghi Nguyễn Đức Thắng. Em Nguyễn Viết Thắng. Thế họ gọi điện cho em rồi à? Gọi điện cho em với chùa luôn. Thế ngồi đi. Không, để em gọi cho anh này, cho mọi người ăn hả? Sao em gọi cho mỗi anh Thắng ăn rồi, không gọi cho anh già làng ăn thế? Đâu, anh già làng nè. Yêu mới thì vậy ta. Chăm sóc người khác. Sao mời anh già làng đi. Đây, em mời anh. Em bón cho anh luôn. Rồi em bón cho anh luôn. Bé ngon. Rồi. Người thật, vị thật đúng không? Bán dễ thương còn mời cắt mồm cái này nữa này. Mua ở đây, mua ở đâu? Em nói là nhiệt tình luôn. Ừ. Được đấy, em cứ được thì em bán, không được thì em cho đi. Em làm bán trái cây này lâu chưa? Em bán trái cây đây là anh chị hai em đây cách đây là 1 tháng. Còn em là dân ở chợ này. Em đi bán mấy năm rồi. Em dân chợ hả? Dạ em dân ở chợ. Dân chợ. Nhưng mà nhà em thì là không phải là dân chợ búa. Anh dễ thương này mà bảo. Dễ thương nhưng mà là dân chợ búa. Chợ búa là giang hồ là khác. Làm quả cho nó mát gan. Mát gan bổ thận. Tráng dương tăng cường sinh lực. Tăng cường sinh lý. Em biết sinh lý nữa hả? Em biết chứ. Sinh lý em mạnh không? Mạnh, anh chịu nổi không? Trời ơi anh đem bại phát. Trời ơi. Thôi bỏ tay thôi vậy thôi. Thua. Chịu thua. Nhà anh là bán hoa thảo dược tông trùng hệ thảo nhân sâm. Ừ, sâm ngọc linh như là nhân sâm Hàn Quốc đâu. Anh bữa nay cho em cây nhân sâm em muốn thử đi, thử ngon thì em giới thiệu em mua cho.
Tại vì mình làm buôn bán á, đứng nắng mồ hôi á. Anh ấy mang nhân. Ê, cho trời, xin lỗi anh. Sâm ngâm với mật ong ra. À, sâm ngâm mật ong ngon á. Để làm sinh lễ, được không? Ok, đặt cọc trước á, cái đó lại gọi là đặt cọc trước á. Cái đây không có nhỉ, không có sâm nè. Để làm sinh lễ minh chứng. Do hôm nay, anh đi chợ, anh không nghĩ là gặp em. Dạ không, đâu anh, cái gì là... mai mốt thì cũng được, không sao hết. Cho địa chỉ anh về, anh gửi xuống. Anh từ từ để em mới đút em địa chỉ là lô 95 đường số, đường Hồ, đường Lê Công Hạnh. Em cầm đút cho anh với. Đây anh. Đấy, được đấy. Hợp đấy. Nha. Tình cảm hợp đó. Nhau giống như kiểu là hai giọt nước luôn. Hợp nhau rồi lại có lìa xa. Sao anh Tú lại tranh chỗ? Đâu em mới đứng để đút cho anh Già Làng ăn. Kiểu sao tụi giống nhau nha, tụi bằng tụi tí một tí ra tí nhỏ, tí tí là tí lớn á. Hai đứa gái nhau hơn nhau một giáp á. Một giáp. Tí gái không? Thế thì chuột này lúc chuột nào cũng đầy khô nhỉ. Em dọn cái này tí cho nó sạch. Trời ơi, em cảm ơn mấy anh luôn á. Sáng nay chưa có người mới hàng, anh mới hàng em vui lắm luôn á. Anh chưa được quả món vụt nào em. Đây anh. Mời anh. Rồi. Anh mở hàng này anh ngồi. Em ở đây là em bán hay là em bán nó là chất lượng luôn. Bao ăn độ trẻ tại chỗ. Có lại giá cả phải chăng nữa. Anh ngồi ăn giờ tới trưa hết hàng luôn, sụp hàng luôn. Sụp hàng luôn là em quá mừng. Tối theo về là nhà anh luôn. Ăn mà ăn cái này là bây giờ hỏi lại gia đình. hỏi gia đình đi nữa. Thách đố này ăn không nổi đâu em. Thách đố khó như thế. Anh ngồi đi em, ngồi đi. Không, để em tìm cái hộp giấy đưa cho mấy anh chùi. Anh nhá, xíu. Mango chi nổ ni à. Ôi, thổ qua vậy? Có hồn chứ. Tại vì đa số khách ở đây là khách Hàn Quốc. Em nói thật sự luôn. Của em ăn quả đi chứ, em... Đây, để em ăn quả cho anh vui, cho anh vui. Quả cho anh vui. Bây giờ cho em xin một trái nhã. Không, em ăn cụt. Không, em ăn cụt quen, em ăn nhiều rồi. Anh ngồi đây, cho cái ghế nữa. Đây, em ngồi ghế này cạnh anh đi. Qua đây. Đây. Lấy ghế. Qua đây. Ủa anh, mình ở trên buôn là mình ở đâu? Anh ở trên nông tâm xa lắm. Ở đâu? Xa lắm. Trời ơi. Tự dưng mình ngại quá. Chị hai quay em, chị hai. Anh này nổi tiếng lắm đấy. Già Làng dạ. Thấy em tìm cả Facebook, TikTok, rồi YouTube. Hôm qua em mới chụp hình quay em đăng lên Facebook luôn. Đây là bắt quả quá, dễ thương. Dạ. Tí nữa em về xem ở trên YouTube của anh nhé. À, cho em tìm trên cái Facebook đi. Trời ơi, anh Già Làng, anh ấy chăm sóc phụ nữ chú đáo thế chứ. Anh Già Làng. Ủa anh Facebook là về làm Tây Nguyên hả? Đây hả? Theo dõi rồi. Thay trong hình đẹp trai. Được rồi. Còn anh kia là Nguyễn Đức Thắng hả? Mình không vào nữa. Nguyễn Tắc. Em nào mà mua hoa Nguyễn Tắc Thắng hả? Cho em này nha. Dạ em bán hơi bị ngon luôn. Em cứ ngồi đây chơi đi, khi nào ra nước là anh lau cho. Nguyễn Tắc Thắng là người này với anh. Em bấm chú mọi người nè. Sao không bấm chữ có chữ đi? À. Cái chữ có dấu đàng hoàng đi. Dạ. Nhãn ngọt nha. Nguyễn Tất Thắng rồi. Ê. Cô nào gọi? Ai gọi vậy? Chào chị. Rồi, em đang bấm. À, anh bấm chưa? Anh bấm em ơi. À. Anh bấm cái... Dạ vô kênh YouTube luôn anh. Sao bữa nay ra Nha Trang chơi à? Em ra được 2 hôm rồi. Alo. Lên sạc chị cũng. Dạ. Muốn sử dụng, ok. Anh vô Facebook của anh vô YouTube anh kêu luôn. Là Nguyễn Tất Thắng của anh luôn á hả? Nhưng mà em cần gì, ảnh làm gì có anh rồi, em không cần nghĩ tới ai hết. Không, nhiều lúc rồi anh bận thì các anh khác đi giới thiệu giùm em. Anh đầu chọc này được không? anh đầu chọc được không? Dạ không, anh này là không được, không được. Không, em... Ngồi thử xem nào, anh Hoàng Vân thử xem nào. Bây giờ em chọc anh nào? À, mấy anh đi YouTube đấy hả? Một bên là đầu chọc, bên tóc dài. Không, một bên là Già Làng. Một bên có tóc, một bên không có tóc. Em chọn anh có tóc. Sao ơi, thôi, thì anh đi xa thôi.
anh em bảo là rảnh không chạy xuống chơi thì ok đây tao chưa rồi ok anh. Thế mà bây giờ giữa anh với anh già làng em chọn anh nào? Anh này em chọn anh già làng. Tại vì em yêu anh, em chung thủy một người thôi. Tín đấy, lỡ ôm lỡ yêu đúng không? Đúng rồi, lỡ có chính xác tình rồi. Xe tình ngay chỗ con tim nè, con tim nãy tim của anh với tim của em nó đụng nhau luôn á. Không mà cũng may mắn là hôm bữa mấy anh đi ngang qua đây xong em có mời em cũng chọc với anh là anh ơi mấy anh nè chưa có vợ chưa cái em nè à, thì mấy anh mới vô trong này thì ăn thử hai trái xoài của em bán rồi xong anh nói là mời anh nói anh là anh xoài đi này. Mấy anh là youtuber à, em ăn không em ăn không xong anh nói là mấy anh là youtuber xong em mới mời em nói là thôi có gì á mấy anh ăn thử đi về ok thì có sao bữa sau thì ghé qua lại ủng hộ cho em rồi xong anh mới ghé ủng hộ đây nè. Ôi, ngon quá, ngon lắm. Trời sinh một cặp. À. Ngon. Trời ngon nha. Ngon nè, sợ rất là ngon luôn. Sợ rất ngon luôn. Nhãn cũng ngon đó anh, em đưa em bóc cho. Nhãn này gọi là nhãn tiêu. Kệ anh này không ăn, đúng không anh? Một lưỡi được mà. Anh lại chọc em rồi. Anh nha xeo Oni. Mango mango pineapple mango Oni à. Oni please. Là gì? Là gì? Là Oni apple mango là xoài, xoài hiện đại của hiện là của mấy anh đang dùng. Mango chin là mang cục. Đó. Mango chin mang cục. Dạ. Tại vì tiếng Hàn á là mango chin. Mango, mango là xoài. Đây bánh phu thê này anh làm này. Em xăm này là xăm kiểu tàu. Nó tình cảm này. Được xăm à? Không, bạn em xăm. Đây anh cái, em cái, em bóc cho anh trước cho. Bóc phải luôn tay, ngoắc ngoắc tay. Ờ, cái đó người ta uống rượu mà. Ngoắc tay và hai giờ mình nói rượu, mình chơi ăn bánh như thế cũng được. Ok. Không được ăn bánh gì đó. Không, ngoắc tay. Ngoắc tay. Ăn bánh phu thê nữa. Ăn bánh phu thê không có chịu. Ngon ngon, khó hộ luôn, yên lực luôn. Đây, bỏ trên bàn đi em. Ờ, bánh thơm. Thôi rồi, anh trả tiền đi. Dạ. Anh trả cả bắt tiền này ai nhận được? Thì hai, tôi quên tính tiền trả anh đi. Đi. Bọc cái này mang xính lễ à? Nhấn kim xính lễ. Nhấn kim cương à? Anh về là tối anh xuống nhá. Dạ, tối em rảnh. Tối anh đi, trả em đi. Dạ. Trả của mình nhiêu tiền nhỉ? Châm trơn, nhãn là 50. 50. Cái này châm cái gì? Châm. Châm. 150. Trăm rưỡi với 90 là 240. Nhưng mà chuyển khoản không? Chuyển khoản có, chuyển khoản anh. Anh ấy không kêu tiền mặt. Dạ, 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 ok anh không sao hết, chuyển khoản. Anh có thể thú với em đi. Ngô Thị Thanh Dung, đi bấm cho. Cho số tài khoản này gì ơi? Rồi để chị em bè đưa số tài khoản. Chị em hả? Ủa xong có trong này ta. À đây nè. Em á. Lúc hình này là lúc em 25 tuổi. 25 tuổi hả? Dạ. Quá hả? Anh. Hai chị em à? Dạ đây là chị, là chị này là chị bên phía nhà chồng em. À. Là chị hai. À. Là ân ông anh hai. Còn em là ân đây, em chị của chị này. Bao nhiêu tiền nhỉ? Là bạn dâu á, 240 anh. Ừ. Thế mà... Ai gọi em đó nè. Thấy chưa? Quét chờ của nhỏ luôn. Để. 24 là viết như này đúng không? Dạ đúng rồi, 240 như vậy đó anh. Đúng rồi, viết như vậy có thể là thêm số 0 nữa. Không, thêm số 0. Thêm số 0 nó là 2.4 triệu á. Hoài hả? Dạ. Mày thế. Lâm Thị Thanh Hiền. Đúng không? Rồi, anh bấm xác nhận đi. Ok. Rồi, em đòi, để em hỏi chị hai em. Chị hai ơi, nhận được chưa? Okay. Anh đi về tối anh... Dạ, tối có gì anh ghé qua chợ nha. Chở em đi chơi. Đây, em chạy làm micro. Đây là micro. Dạ. Chào nha. Rồi, dạ. Anh, để em bối cho anh em về. Ok. Bố lại chị hai. Xoài đâu có đây. Bố lại luôn. Mang về ý đi tủ lạnh bỏ được. Cho chị. Rồi về nhá. Về chị hai. Anh ơi bị lạc của mấy anh nè. Ôi em ăn đi. À, thôi em sẽ mong mấy anh nha. Thôi ok. Anh, dạ. Rồi, dạ. Em cảm ơn anh, anh là xem giống như phim Hàn Quốc nhỉ. Tình yêu sét đánh như sét một phát. Anh ơi, chị gửi cái tình yêu. Để mình về đó mình ăn với xoài. Em chu đáo quá hả? Dạ. Anh về nhá.
Thôi được rồi, được rồi. Nó nhiều lắm rồi. Bye bye nha. Về nha. Chào chào. À, bây giờ anh em mình sẽ lên đường đi về. Và bây giờ mình xin phép sẽ kết thúc video ở đây luôn nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà mình những video khác, mình chia sẻ nhiều hơn về những cái ẩm thực cũng như là những cái món ăn vùng miền của tất cả mọi nơi nha. Chào mọi người nha. Già làng Tây Nguyên xin kính chào quý khách. Tự hào là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các mặt hàng dược liệu rừng Tây Nguyên như nấm linh chi, lim xanh, linh chi cổ cỏ, bà kích tím, khúc hắc, múa tần, nấm ngọc cẩu, sâm cau, sâm tây, huyết đằng, mắc hén, hạt dỗi, mật ong rừng, măng khô, chuối cô đơn, chuối hột rừng, đảm bảo những sản phẩm được thu hái tại núi rừng Tây Nguyên. Đặc biệt có thuốc nam gia truyền đặc trị viêm xoang, dạ dày, xương khớp, thuốc yếu sinh lý, hen suyễn, thuốc trị bệnh gút. Với sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, đảm bảo an toàn, chắc chắn sẽ làm hài lòng cho quý khách. Website: gialangtayguyen.com, gialangfood.com, hotline: 0328058111, 0328058333. Gia làng Tây Nguyên, cùng bạn kết nối thành công.